Mới sáng đầu tuần dẫn xe ra mà không còn một miếng hơi nào hết, xẹp lép luôn. Mà bực một cái là tối hôm qua vừa mới bơm xong, có ai bị giống anh khách này không nè? Ảnh nói một tuần là bơm 3-4 lần luôn, mà cứ sáng ra là hết sạch hơi luôn, bực thiệt chứ. Em 49 lần phải bơm bánh xe vào buổi sáng thì bây giờ anh không muốn làm khách hàng thân thiết của anh bơm bánh xe đầu ngõ nữa, mà anh quyết tâm sau gì cũng phải thay, thì cố quá thì cũng không được. Nhưng mà thường bị vào buổi sáng á, chứ lỡ mà đi đêm đi hôm á, mà đi đường xa, đi về quê gì đó, hay là chở người yêu đi dọc đường mà xì hơi một cái, trời ơi không biết tính làm sao luôn. Ý cho anh cái vỏ gì đó mà thấy mấy anh em hay đi tour nè, hay chạy đó em, ai đó nó cũng ngầu ngầu, nhìn nó đã. Ok anh, đây là gai MotoGP đó anh. Lên vỏ này thì anh cứ yên tâm, vì từ giờ sẽ tạm biệt với chú bơm hơi xe dài hạn rồi. Gai này thì hiệu suất bám đường nó không phải cao nữa anh, mà nó cực kỳ cao luôn. Với thiết kế đậm chất thể thao nè, độc đáo, được mấy anh đi Vario chọn nhiều lắm ạ. Khen ngon hết, mà không phải là ăn ngon mà là bám đường rất là ngon luôn nha. Đi đường dài nó đã, ôm cô nó cũng mượt mà đầm tay lắm luôn. Vỏ này size sẽ là 180-14 như zin cho xe anh luôn nha. Ngoài ra còn sử dụng được cho bánh sau một số dòng xe như là AB nè, Vision nè, Suzuki Sky. Bạn muốn đi size lớn hơn zin hay là bánh trước của BCX 2018 nè, SH Mod là vừa khích luôn nha cả nhà. Hay là chính hãng của Michelin Thái Lan luôn, nên chất lượng là miễn bàn luôn hen. Tầm cỡ đó đó mà chỉ có 724k một cái thôi. Vô vỏ xong thì phải bơm cho bánh thật là căng lên để cho nó bung hết cái ta lông ra, xong rồi mình mới dùng đồng hồ áp suất xì và bơm bánh lại cho đúng với lại số ký, là bánh sau sẽ là 2,5 kg thì vỏ đi mới là êm bền được nhé mọi người. Kỹ càng hơn thì bên mình còn kiểm tra lại cái phần van vòi một lần nữa, ok rồi mới ráp lên xe lại cho khách. Chân dung em nó sau khi đã được lên xe, thông số thì như zin luôn, lên xe là vừa khích. Sau khi ráp bánh hoàn chỉnh rồi cũng không quên bốn bước chăm sóc xe quen thuộc, đó chính là bơm bánh xe nè, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn, vệ sinh kính hậu và mặt đồng hồ. Mình làm kỹ và làm đúng kỹ thuật lắm, cho nên anh em khách hàng cứ yên tâm. Sếp bình thường hay chia sẻ là không quan trọng hóa đơn các bạn là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ khách hàng cảm thấy hài lòng để khách hàng quay trở lại thường xuyên với shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Giờ thì Vinh 3 tuổi xin bye bye các bạn.